Giờ xem này là bác nói là bệnh này phải mổ lợi gấp. À, bác cho thời hạn là bác nói là trong vòng 2 tuần không mổ là cháu sẽ mất. Nên là bây giờ bác cho bác hỏi là có tiền không? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và hình ảnh phía trước mà cô bác quý anh chị thấy đó là em Trinh và dì của mình, chị Hiền, được mới từ thành phố Hồ Chí Minh quay trở về. Thì được một thông tin là được bác Thuận ở Mỹ có hỗ trợ cái chi phí để mà cho em Trinh này đi lên bệnh viện Tâm Đức để mà khám lại bệnh và coi cái tình hình bệnh của như thế nào. Chiều hôm nay thì em phải trở về lại đây. Chút xíu nữa đây thì cô bác quý anh chị sẽ nghe được em Trinh cũng như là chị Hiền sẽ nói về cái tình hình bệnh của em. Cũng một tin khá là buồn của bác quý anh chị. Và bác Thuận thì từ ở Mỹ về lại Việt Nam và ở Sài Gòn và đi cùng với em Trinh và về lại Đồng Tháp đi luôn. Bây giờ mình sẽ vô đây ha. Đây là cũng là một cái clip khá là bất đắc dĩ luôn. Hay cái tình hình của em Trinh cần tái khám thì bác đã chịu toàn bộ cái chi phí Trinh khám bệnh ở trên Sài Gòn nè, rồi chi phí đi lại hết luôn. Và bây giờ thì chắc có lẽ là ra một cái chỗ nào thoáng ngoài quá. Đi ngã đây có cái tầm này. Ngồi ngoài này đi. Ôi bữa nay mặt kia của em nó đi sáng giờ nó mệt. Em Trinh qua đó ngồi đi chị. Mệt quá. Rồi sáng giờ đi chắc mệt dữ hả Trinh hả? Tôi nói chuyện không nổi luôn rồi kìa. Đi tự hoái vô đây mà. Rồi bây giờ thì chị Hiền có thể cho mọi người biết thì cái tình hình của em Trinh hiện nay là như thế nào ha. Và cũng như là cái việc mà thăm khám và điều trị của em thì cần những gì. Dạ, hồi sáng em đi lên chẩn khám rồi bác sĩ có làm xét nghiệm cho em là thứ 4 thứ rồi nhiều hơn hôm bữa với thử nghiệm. Đây là mấy cái ơn sao này. Bài thứ tan ra đi. Mấy cái ơn sao cái mới. Đây là ngày 10 tháng 3 nè. Bắt đầu ở đây nè. Cách lửng nó nằm ở đây nè. Đây là cái kết luận thôi. Dạ. À, bác sĩ nói là 10 năm nay sao không gặp cháu đi lên lấy thuốc uống. À. Tại vì nói là đi gần mổ nhưng mà vẫn phải lấy thuốc uống. À. Nhưng mà nhà cháu không có điều kiện nên là không có lấy thuốc uống. Ừ. Rồi bây giờ bác mới vừa xem này là bác nói là bệnh này phải mổ lợi gấp. Bác cho thời hạn là bác nói là trong vòng 2 tuần không mổ là cháu sẽ mất. Nên là bây giờ bác hỏi là có tiền không. Rồi nói là không có tiền nên là bác nói là bây giờ cho bác cho trong vòng 1 tuần. Bây giờ quyên góp nên có tiền nó mổ cho cháu. Không có tiền thì cháu nó mất. Nhưng mà không biết á, đi lên khi mà trên đảnh mổ á là phải bằng cái gì CT gì đó được là mấy mổ. Lại với số tiền là 230 triệu thì là tiền miễn phí không à. Trong vòng 2 tuần hả? 2 tuần không mổ thì bé mắc. Còn bây giờ là bác cho trong vòng 1 tuần, thời gian ra 1 tuần nữa mình về mình kiếm tiền nên quay lên dãnh để mổ. Trời. Dạ. Bác nói về lại bé luôn. Dạ, nói bé nó đi vô nó ngồi rồi em đi vô em đi theo luôn rồi có bác Thuận đi theo nữa. Bác Thuận hỏi là tiền viện phí là bao nhiêu. Là mới đầu thì bác nói là 200 triệu rồi xong thêm cái gì nữa là 30 triệu nữa. Là 230 triệu. Không ấy thì không mổ thì sẽ không mổ thì cháu sẽ bị mất. Nhưng mà vấn đề bây giờ lên chảnh còn phải CT nha. Cháu bị thắt dẫn ống gì nè là giống như nó bị cái ngay chỗ cái đó là cái đường dẫn ống máu hoặc nó qua không được. Mà tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Hồi sáng thì không có hỏi nhưng mà bây giờ là bác sĩ nói là lên chảnh phải phải cái gì làm cái gì chụp cái gì
CT. Sáng thì em Phong có gặp trực tiếp em Trinh cũng như là chị Hiền, thì cũng đã share bài ở trên fanpage của Phong Bụi. Thì hiện nay thì mình đã nhận được sự hỗ trợ nhiều chưa chị Hiền? Dạ là em nhận được là 56 triệu ạ. Hiện nay là nhận được 56 triệu. Vậy thì là trong đó có 18 triệu 500 là của cô Út em bên nước ngoài gửi về cho. Vậy thì cô còn hơn 200 triệu nữa. Ủa, không, còn 100 mấy triệu nữa thôi. 180 triệu. Dạ, sự sống thì bây giờ được đếm bằng từng ngày. Được đếm bằng từng ngày chứ không đơn giản. Và hôm nay thì cũng thông qua video clip này để thông báo cho cô bác quý anh chị biết về tình hình hiện tại của Trinh, cũng như là gia cảnh của ba của Trinh như thế này. Thì một lần nữa chắc có thể là thông qua video clip này á, thì em đã nắm bắt được tình hình cũng như là cho cô bác quý anh chị nắm được. Thì chị có thể đọc lại cho em cái số tài khoản của chị, để mà Mạnh Thường Quân mà có nhu cầu hỗ trợ, để mà cần chung tay góp sức đó, thì có thể cùng nhau với chị để mà hỗ trợ cho em Trinh có một cái vượt qua được những cái lúc khó khăn như thế này. Dạ, số tài khoản của em á là 61 2020 563 0880. Ngân hàng gì hả chị? Agribank. Ngân hàng Agribank. Dạ. Tên chủ tài khoản? Dạ, Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Thị Hiền. Đó là số tài khoản của chị. Dạ, Hiền đọc lại một lần nữa nha chị. Dạ, 61 2020 563 0880. Dạ, ngân hàng Agribank. Và sáng giờ thì em có ăn uống gì được không Trinh? Em ăn được. Nghe bác sĩ nói như vậy thì tinh thần chắc là không được nhiều đúng không? Thấy sức khỏe xuống quá. Rồi hôm nay thì ông xã chồng đâu rồi? Đi câu cá ăn rồi. Một cái cảnh rất là đơn chiếc. Anh nghe Phong nói, em nghe Phong nói là mổ mà Trinh tính dự định là không mổ luôn hả chị hả? Dạ. Là như thế nào hả chị hả? Dạ, Trinh nói là tại vì ba Trinh bị bệnh đó, Trinh nhường bệnh lại, cơ hội sống lại cho ba Trinh. Trời. Một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân ở trên fanpage cũng như là kênh Phong Bụi và kênh Bùi Hồ TV đã đồng hành cùng với lại những hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt là cũng như hoàn cảnh của Trinh như thế này. Rất mong là sự chung tay góp sức của cô bác quý anh chị và sự có một cái phép màu nào đó để có thể mang đến cho em một cái sự hồi phục tuyệt vời. Và xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Để cho Trinh nghỉ ngơi đi ha. Em cảm ơn. Dạ. Và thôi thì bây giờ thì Bùi Hồ cũng đi ra, tại vì sức khỏe thì cũng không có tốt. Với lại thì tại vì sức khỏe của Bùi Hồ thì cũng hôm nay cũng không được tốt cho lắm. Với lại tình hình của Trinh và chị Hiền thì cũng đi từ thành phố mới về, nên Bùi Hồ phỏng vấn nhanh gọn lẹ để mà cho Trinh còn nghỉ ngơi. Và rất mong là cô bác quý anh chị cùng Mạnh Thường Quân đồng hành để mà có thể giúp cho Trinh vượt qua những trong lúc mà gọi là ngàn cân treo sợi tóc như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Thì chắc có lẽ là vài ngày nữa đây thì mong sẽ được một cái số tiền để mà có thể cho Trinh nhập viện và tiến hành mổ để mà tìm lại sự sống cho Trinh. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Xin chào, cảm ơn rất là nhiều ạ.